vị đang theo dõi bản tin FBNC Thế giới ngày 13 tháng 4. Thưa quý vị, Samsung Galaxy S6 đã vừa chính thức lên kệ vào đúng ngày Apple tung Apple Watch phiên bản dùng thử ra thị trường. Giới công nghệ lại được dịp so sánh sức nóng của hai sản phẩm mới này, cũng như tầm ảnh hưởng của hai đại gia công nghệ, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Chiếc điện thoại thông minh của Apple đã xuất hiện tại các cửa hàng với phiên bản dùng thử và mở đơn đặt hàng trước ngày 10 tháng 4. Cùng ngày, Galaxy S6, con át chủ bài mới nhất của Samsung cũng được tung ra để hâm nóng những tên tuổi trên thị trường. Galaxy S6 hiện có mặt tại 20 quốc gia. Tôi đang đứng ngoài một cửa hàng Samsung ở Hồng Kông. Bây giờ là giờ ăn trưa. Samsung đã có một ngày ra mắt sản phẩm mới khá yên ắng, mặc dù đây là sản phẩm át chủ bài trong dòng smartphone của Samsung. Galaxy S6 có màn hình cong và vỏ kim loại. Đây được Samsung coi là smartphone hiện đại nhất của Samsung. Tuy nhiên, vẫn còn một số trở ngại đối với thành công của sản phẩm này, đặc biệt là tại thị trường lớn và biến động nhanh chóng như Trung Quốc. Những thương hiệu nội địa như Xiaomi đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của Samsung. Xiaomi vừa mới được ghi vào kỷ lục Guinness với danh hiệu hãng sản xuất điện thoại di động bán được hơn 2 triệu điện thoại trên mạng chỉ trong vòng một ngày. Vì thế, hãng sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung đang có khả năng bị lung lay khi thị phần của Samsung đã giảm đáng kể trong 2 năm qua, một áp lực mà Galaxy S6 phải đương đầu. Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện đi lại thân thiện với môi trường, mới đây một công ty đã sản xuất ra một dòng xe bánh kiểu xe rickshaw của Ấn Độ nhưng chạy bằng điện, phục vụ người lao động và du khách. Sinh thái là trái tim của châu Âu. Châu Âu muốn làm giảm lượng phát thải CO2 và Mobilo sẽ là câu trả lời cho bài toán đó. Đây là một phương tiện rất tiện dụng. Nếu nó được ứng dụng rộng rãi, thì đây sẽ là một phương tiện rất hiện đại và xứng đáng. Một số hành khách cho biết họ có thể dùng phương tiện này để đi làm mỗi ngày. Tôi thấy rất thú vị khi dùng phương tiện này để đi đây đi đó trong thành phố. Những người làm việc ở Ủy ban châu Âu như chúng tôi thường phải chạy qua chạy lại giữa các tòa nhà xa nhau. Tôi từng sống ở Sri Lanka và Ấn Độ. Tôi đã thấy loại xe này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có xe rickshaw chạy điện ở châu Âu. Tôi thấy rất thích nó. Chiếc Mobilo được xếp loại là xe máy, do vậy có thể dễ dàng đi vào làn đường người và 5 euro cho hai người. Sau nhiều lần bị tố bê bối thực phẩm, thì công ty mẹ của KFC là Yum đang thử nghiệm một mô hình nhà hàng mới tại Thượng Hải với hy vọng giành lại thị phần. Sau nhiều thập kỷ chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, Yum Brands, công ty mẹ sở hữu thương hiệu KFC và Pizza Hut nổi tiếng, đã bắt đầu hứng chịu áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu trong nước. Trước tình hình đó, Yum đã tiến hành thử nghiệm một phân khúc nhà hàng mới, sang trọng và đẹp đẽ hơn. Bờ sông Thượng Hải là nơi tập trung nhiều nhà hàng sang trọng tại châu Á. Đây cũng là nơi Yum đang thử nghiệm phân khúc nhà hàng hạng sang để nắm bắt thị hiếu của khách hàng. Trên trang web của nhà hàng Atto Primo, là nhà hàng thử nghiệm của Yum, không hề ghi rằng nhà hàng này là một phần của Yum. Doanh số bán hàng của gần 7.000 cửa hàng của Yum tại Trung Quốc đã giảm 16% trong quý cuối năm 2014 do người dân lo ngại vệ sinh an toàn thực phẩm và gia tăng cạnh tranh. Nhà hàng hạng sang không phải là kế hoạch mở rộng duy nhất của Yum. Công ty này còn đang muốn mở rộng thêm 700 cửa hàng trong năm nay, đồng thời quảng bá cà phê của hãng để cạnh tranh với thương hiệu cà phê Starbucks. Sau đây là một thông tin về công nghệ. Mặc dù đồng hồ thông minh Apple Watch vẫn chưa chính thức lên kệ, nhưng tại Thẩm Quyến, Trung Quốc thì nhiều cửa hàng điện thoại đã treo bảng bán Apple Watch nhái với giá chỉ có 55 đô la Mỹ. Phải đến ngày 24 tháng 4, Apple Watch mới chính thức có mặt trên thị trường Trung Quốc cùng lúc với Mỹ và nhiều thị trường khác. Nhưng nay, hàng nhái Apple Watch đã có mặt nhan nhản tại các cửa hàng đồ điện tử ở Thẩm Quyến cùng với nhiều sản phẩm nhái Apple khác. Apple Watch nhái có giá 55 đô la. Người bán khẳng định nó có đầy đủ tính năng như nhắn tin, gọi thoại, gọi video, thậm chí có những ứng dụng thông dụng của Trung Quốc như là WeChat và QQ. Chỉ có điều dĩ nhiên nó không thể tải ứng dụng mới từ kho ứng dụng Apple Store. Một người bán hàng cho biết mức giá quá cao của Apple Watch có thể ảnh hưởng đến sức mua và giúp cho hàng nhái lên ngôi. Nói chung, ai muốn sử dụng sản phẩm Apple thì họ sẽ mua một cái thật, nhưng đối với nhiều người không có thu nhập cao thì họ có thể tìm tới hàng nhái. Mặt khác, một số ý kiến cho rằng hàng nhái không bao giờ vượt qua được hàng thật. Tôi cầm thử Apple Watch nhái rồi, nó không tốt, tôi muốn tìm mua một cái Apple Watch thật. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm Apple lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Đến nay vẫn còn quá sớm để nói rằng liệu chất thời trang của Apple Watch có giúp chiếc đồng hồ thông minh này lấy lòng được hàng triệu người tầng lớp trung lưu của Trung Quốc hay không. Đó là chưa nói đến việc khi tiến vào Trung Quốc, Apple Watch phải chịu thuế rất nặng. Giá của Apple Watch phiên bản thể thao, tức là phiên bản rẻ nhất tại Trung Quốc, có giá 480 đô la, trong khi tại Mỹ phiên bản này chỉ có 350 đô la.
còn phiên bản đắt nhất tại Mỹ là 17.000 đô la, thì đến Trung Quốc giá đội lên đến hơn 23.000 đô la. Mới đây thì một chuyến bay của hãng hàng không Germanwings đã phải hoãn lại vì cảnh sát nhận được một lời đe dọa đánh bom. Tuy nhiên sau khi kiểm tra thì Germanwings đã khẳng định trên máy bay không có bom. Chuyến bay FlyU826 của hãng hàng không Đức Germanwings đã bị hoãn vì nghi ngờ có bom. Germanwings sau đó đã tiến hành kiểm tra và tuyên bố là không có bom trên máy bay. Các hành khách bị ảnh hưởng sau đó đã được chuyển sang một chuyến bay khác, khởi hành lúc 11:30 theo giờ địa phương. Germanwings cho biết phi công đã nhận được cuộc gọi từ tháp điều khiển không lưu rằng cần phải hủy gấp chuyến bay khi chuẩn bị cất cánh trên đường băng. Phi hành đoàn cùng với các hành khách đã nhanh chóng được sơ tán ra khỏi máy bay. Hãng hàng không cũng cho biết cảnh sát liên bang đã nhận được một lời đe dọa đánh bom nhưng lại không cho biết thông tin chi tiết. Đây là sự việc xảy ra tiếp theo sau vụ tự tử chấn động của một phi công đang làm việc cho hãng này. Tháng trước, cơ phó của chuyến bay FlyU925 đã chú ý đâm máy bay vào vách núi, khiến cho toàn bộ hành khách trên máy bay thiệt mạng. Germanwings là hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Lufthansa. Vào ngày hôm qua, Trung Quốc tuyên bố đã thử nghiệm thành công nhiên liệu than đá lỏng trên động cơ tên lửa tại phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Than đá từ lâu đã là nhiên liệu nòng cốt của nhiều ngành công nghiệp. Tuy nhiên, để tiến tới làm quy trình sản xuất nhiên liệu sạch hơn, nhiều nước đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ than đá lỏng. Trung Quốc là nước mới nhất và cũng là nước đầu tiên thử nghiệm thành công loại nhiên liệu này trên động cơ tên lửa. Các chuyên gia bày tỏ sự vui mừng khi công nghệ này đã đạt được kết quả như mong đợi. Theo kết quả thử nghiệm, nhiên liệu than đá lỏng có hiệu quả tương tự như nhiên liệu hỏa dầu, do vậy nó thật sự có thể dùng được cho động cơ tên lửa. Theo ông Zhang Jiming, chủ tịch công ty hóa chất và nhiên liệu than đá lỏng Shenhua Trung Quốc, nhiên liệu than đá lỏng tiết kiệm chi phí hơn, an toàn hơn và có thể được coi là một nhiên liệu thay thế hiệu quả cao cho ngành không gian. Thưa quý vị, mới đây các quan chức điều tra vụ chìm tàu cá ở Nga khiến ít nhất 56 người thiệt mạng đã phát biểu rằng tàu chìm là do lòng tham và hành vi tham nhũng của một số quan chức. Đại diện cơ quan điều tra vụ chìm tàu cá Nga cho biết lòng tham và hành động tham nhũng là nguyên nhân chính gây ra vụ chìm tàu. Con tàu Danny Vostok bị chìm tại biển Okhotsk, ngoài khơi bờ biển phía đông Nga hồi đầu tháng 4. 63 trong số 132 người được cứu, nhưng ít nhất 56 người thiệt mạng và 13 người khác mất tích được cho là đã chết. Nhiều thảm họa trước đây của Nga đều xuất phát từ sơ suất hoặc vi phạm các quy định an toàn. Ông Markin, đại diện cơ quan điều tra nói rằng đây là một tội ác gây ra bởi lòng tham của người chủ tàu và hành vi tham nhũng của một số quan chức. Theo ông Markin, người chủ tàu và cả thuyền trưởng đều biết rằng trong bể chứa nhiên liệu chỉ còn một ít nhiên liệu và điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đi đúng hướng của con tàu. Ông Markin cũng cho biết cơ quan điều tra đã phát hiện không đủ tàu cứu sinh cho 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong khi trên tàu có đến hơn 130 con người. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã xác định được danh tính của các quan chức có liên quan và sẽ đưa những vị này ra trước công lý trong thời gian tới. Mời quý vị tiếp tục giữ màn hình để theo dõi các thông tin tiếp theo sau đây. Nhà đầu tư ăn mừng cuộc đại tu của General Electric. Chứng khoán Trung Quốc lập kỷ lục mới phiên đầu tuần.